Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Hân Cuộc Sống Hà Nội. Hôm nay mời mọi người hãy cùng theo chân Mẹ Bảo Hân đến với Đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn nằm trên một gò đất cao phía đông bắc của Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm. Hình ảnh mà các bạn đang xem đấy là phía bên ngoài của đền mà Mẹ Bảo Hân ghi hình lại được. Đền Ngọc Sơn không chỉ là một di tích quốc gia đặc biệt, mà Đền Ngọc Sơn còn là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi bạn đến du lịch Hà Nội. Hầu như du khách nào đến với Hà Nội sẽ cũng dành thời gian để ghé thăm Đền Ngọc Sơn. Để hiểu rõ hơn về ngôi đền này, thì hôm nay Mẹ Bảo Hân xin mời bạn hãy cùng dõi theo video của Mẹ Bảo Hân. Cùng hành trình với Mẹ Bảo Hân đến với Đền Ngọc Sơn nhé! Đây là những hình ảnh ở phía bên ngoài của Đền Ngọc Sơn. Và khi bạn vào Đền Ngọc Sơn thì bạn cần phải mua vé. Và chúng ta hãy đứng xếp hàng ở phía bên ngoài, ngay chỗ chân tháp bút, để chúng ta mua vé để vào đền nhé! Vâng, đây là hình ảnh về tháp bút. Ở đây có một am thờ nhỏ nhỏ, bạn có thể thắp hương ở đây. Sau khi mua vé xong thì cái thời điểm mà Mẹ Bảo Hân mua vé là vào ngày mùng 10 Tết dương lịch của năm âm lịch của năm 2020. Thì mức vé là 30.000 đồng. Đối với người lớn, còn trẻ em thì miễn phí. Chúng ta mua vé xong thì chúng ta sẽ đi qua cửa và bắt đầu đi vào với cầu Thê Húc. Chắc hẳn là các bạn đi qua Hồ Hoàn Kiếm thì sẽ hình ảnh ấn tượng nhất mà các bạn nhìn thấy sẽ là cây cầu Thê Húc và tháp rùa đúng không ạ? Vâng, một cây cầu màu đỏ, một cây cầu hoàn toàn bằng gỗ các bạn nhé. Các bạn sẽ được đi trên một nền của cây cầu gỗ rất là cổ. Cây cầu này thì đã được trùng tu rất là nhiều lần rồi. Và một số lưu ý khi các bạn đến tham quan đền Ngọc Sơn thì các bạn nên ăn mặc kín đáo, lịch sự và ăn nói nhẹ nhàng. Và đặc biệt là hãy xếp hàng khi mua vé hay xếp hàng vào cửa nếu trong trường hợp đông khách nhé. Và đặc biệt là hạn chế sợ vào những cái hiện vật mà không được ban quản lý cho phép. Các bạn có thể check in, có thể chụp ảnh ở trên cầu rất là đẹp. Đền Ngọc Sơn có thể nói là một tuyệt tác kiến trúc giữa lòng Hà Nội. Vâng, hôm nay thì trời rất là âm u. Và Mẹ Bảo Hân ghi hình thì hình ảnh nó không được sắc nét, không được đẹp. Đây là những hình ảnh mà Mẹ Bảo Hân đứng ở trên cầu Thê Húc và quay ở trên hồ. Đây là phía ngược lại của hồ khi từ trong đền đi ra các bạn nhé. Mẹ Bảo Hân muốn chia sẻ về toàn cảnh với chiếc cầu Thê Húc. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phía bên trong của đền Ngọc Sơn. Cái điều ấn tượng nhất khi các bạn đến với đền đó chính là chiếc cầu Thê Húc màu đỏ rất là đẹp, hoàn toàn bằng gỗ, sơn đỏ. Vâng, và cái biểu tượng cầu Thê Húc thì ắt hẳn là rất nhiều bạn trên thế giới cũng đã nhìn thấy rồi đúng không ạ? Một biểu tượng rất Hà Nội, một biểu tượng rất Việt Nam. Đây là cửa chính đi vào đền, chỉ có duy nhất một cái cửa này thôi các bạn nhé. Và hôm nay thì mới đầu xuân, cho nên trước cửa đền có một cây đào rất là đẹp. Vâng, một cây đào phai, bích đào. Và chúng ta sẽ hành trình cùng với Mẹ Bảo Hân.
đi vào trong đền nhé. Mẹ Bảo Hân thì có một sở thích là rất yêu thích các loài hoa, cho nên là đi bất cứ đâu mà có hoa thì mẹ Hân cũng sẽ quay rất là nhiều về hoa để chia sẻ đến với mọi người nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ thấy một cây chanh rất là cổ rồi, đang ra rất nhiều hoa và rất là thơm các bạn, đứng ở đây rất là thơm. Chúng ta sẽ đi một vòng. Ở đây thì có một cái đài để các bạn có thể hóa vàng. Ở trong này có một cái đền để các bạn vào lễ. Thì hôm nay thì mẹ Bảo Hân chỉ quay phía bên ngoài của đền thôi, chứ mẹ Bảo Hân không vào lễ các bạn nhé. Mẹ Bảo Hân cũng sẽ quay đền chùa miếu của Hà Nội, nhưng mà mẹ Bảo Hân sẽ hạn chế quay phía bên trong của đền chùa. Mẹ Bảo Hân sẽ chỉ giới thiệu đến với các bạn những hình ảnh phía bên ngoài của đền chùa. Vâng, ở đây thì có một cây bưởi được ghép bằng những quả vật thủ rất là đẹp. Và cây bưởi thì đã ra hoa và rất là nhiều lộc. Bên cạnh này chúng ta sẽ thấy một cái vườn hoa trồng rất nhiều các loại hoa, cây hồng, một cây hồng bạch rất là đẹp và là tuyệt vời, thơm ngát luôn. Phía xa xa bên kia chính là hồ rồi các bạn ạ, chỉ còn một góc nhỏ nữa thôi là ra đến hồ rồi. Thực ra đây là một hòn đảo mà. Vâng, hoa hồng nhỏ nhắn xinh xắn và rất là thơm. Khi xem những video của Mèo Hân thì các bạn sẽ phải xem rất nhiều những loài hoa, bởi vì Mèo Hân rất yêu thích hoa. Và trong sân, và chúng ta vào trong sân thì có một cái trạm nghỉ. Mẹ Bảo Hân, nếu mà cho bé Bảo Hân đi thì mẹ Bảo Hân rất thích cho bé chơi ở trên cái trạm nghỉ này. Bởi vì các bé thì thường là, không biết các mẹ thế nào, nhưng mẹ Bảo Hân thì thường hay kỵ không cho các bé vào trong lễ chùa hay lễ đền. Đây là mẹ Bảo Hân rất hay cho bé Bảo Hân nghỉ ở ngoài cái chỗ nghỉ này. Các bạn có thể ngồi ở đây nhé. Nếu mà chúng ta mỏi chúng ta có thể ngồi ở đây. Còn đây là đền. Thì nếu các bạn đi lễ thì các bạn có thể vào đây để lễ. Thế nhưng mà mẹ Bảo Hân thì hôm nay sẽ không quay phía bên trong. Mẹ Bảo Hân chỉ quay sơ qua thôi. Và tất cả những đền chùa thì mẹ Bảo Hân cũng sẽ quay và chia sẻ đến với các bạn trên kênh Mẹ Bảo Hân Cuộc Sống Hà Nội. Thế nhưng mẹ Bảo Hân sẽ không quay phía bên trong nhé. Ở ngoài này thì đây các bạn có thể nhìn thấy một cái gác mái rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và các bạn có thể mỏi thì có thể ngồi nghỉ chân ở đây. Mọi người ngồi nghỉ ở đây rất là nhiều. Xung quanh thì có những cái cây cảnh bonsai các thế rất là đẹp. Nhưng mà nếu như các bạn cho các em nhỏ đi thì hết sức cẩn thận, bởi vì phía ngoài bên kia thì cũng không có cái hàng rào chắn gì ở bên ngoài cả. Chúng ta hãy để ý các em nhé, các bé nhé. Vâng, và khi mà Bảo Hân vừa lướt qua đó chính là nơi mà đã lưu giữ hai cái hình ảnh về hai cụ rùa. Thì mẹ Bảo Hân đã chia sẻ riêng một video riêng về cái cá thể cụ rùa được lưu giữ tại đây, các bạn có thể xem ở cái video đó nhé. Bảo Hân sẽ để cái video đó phía sau của cái video này để mọi người có thể theo dõi được. Vâng, một cây hoa mộc rất tuyệt vời. Chúng ta đi một vòng nhé. Sau khi đi qua cái thăm và chiêm ngưỡng cái cá thể rùa được lưu giữ ở đây, hai cụ rùa được lưu giữ ở đây, thì chúng ta sẽ đi một vòng quanh cái đảo này, đang quanh đền này. Rất nhiều những cây cổ thụ các bạn ạ. Và một điều rất là ấn tượng ở đây đấy là các bạn sẽ gặp rất rất nhiều du khách nước ngoài. Và mẹ Bảo Hân thì thường là ngày nghỉ hoặc là cuối tuần thì mẹ Bảo Hân sẽ hay đưa bé Bảo Hân qua đây để bé Bảo Hân có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với những người khách nước ngoài. Họ rất là thân thiện và cũng rèn luyện cho bé được cái kỹ năng nói tiếng Anh tốt hơn. Ngày hôm nay thì ngày sau Tết Nguyên đán và đang là trong cái dịp nghỉ vì dịch ECOVID, cho nên là cũng khá là vắng, không đông. Và hầu như là mọi người cũng rất là ý thức, và hầu như là mọi người đã đều đeo khẩu trang khi đến với những nơi công cộng. Vâng, tiếp đến chúng ta đến với một con đường rất là đẹp, một con đường bao quanh
Các bạn có thể nhìn thấy là đường được lát bằng đá. Rất là đẹp. Bé Bảo Hân thì rất thích chạy trên cái con đường này. Khá là an toàn các bạn ạ. Nếu như các bạn cho các bé đi thì chúng ta để ý bé một chút, bởi vì nó cũng có một số chỗ thì có thể là ra đến mép nước thì chúng ta để ý, còn và đến đây thì chúng ta có thể yên tâm rồi là các bé hoàn toàn có thể chơi ở đây. Ở đây trồng rất nhiều hoa, mùa nào thì thức đấy trồng rất nhiều các loại hoa rất là đẹp. Đó, vì cái dịch Ecovi Corona cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy là rất nhiều du khách cũng đã đeo khẩu trang. Và đây, mẹ Bảo Hân chia sẻ một điều rất rất ấn tượng ở đây. Ở đây có một cái đài phun nước nhỏ và có một đàn cá ở đây. Nhưng mà nếu như các bạn để ý thì ở phía bên dưới có rất nhiều đồng xu. Và một điều rất đặc biệt là đồng xu của các nước khác nhau các bạn nhé. Mỗi khách du lịch ở các nước khác nhau khi đến đây thì sẽ thả một đồng xu của đất nước mình xuống đây. Và hôm nay thì cũng khá là may mắn là khi mà mẹ Bảo Ân đứng quay video thì có một cặp vợ chồng trẻ không biết là của nước nào đã thả một cặp đồng xu xuống đây và mẹ Bảo Ân đã quay được. Các bạn nhìn sâu xuống phía dưới thì sẽ nhìn thấy đó, đây là một cặp vợ chồng trẻ, người ta đang thả một cái đồng xu xuống đó, mỗi người thả một cái, rất là ấn tượng đúng không ạ? Có thể rất nhiều bạn là đi đến đền Ngọc Sơn nhưng sẽ bỏ qua cái góc này, còn mẹ Hân thì thấy cái góc này rất là hay. Không biết là sau 1 năm 2 năm thì chắc là ban quản lý sẽ phải nhấc những cái đồng xu này lên, chứ còn nếu mà cứ để như thế này thì mẹ và Hân nghĩ là nó sẽ rất là nhiều đấy ạ. Các bạn nhìn sâu xuống phía dưới thì sẽ thấy đồng xu của rất nhiều các nước khác nhau rất là đẹp. Và mặc dù là cũng có một vài đồng xu nó đã hoen rỉ đi rồi. Và mẹ Vân nghĩ là chắc là hàng năm thì ban quản lý cũng sẽ phải vớt lên, chứ còn nếu mà cứ để như thế này ai cũng thả thì chắc là nó phải nhiều lắm. Cái chúng ta đi đến đây là chúng ta đã đi ra đến gần cửa của đền rồi, đi đúng một vòng đấy các bạn ạ. Đền Ngọc Sơn thì là một đảo cho nên là các bạn sẽ đi đúng một vòng thì lại quay ra cửa chính, có một cửa duy nhất thôi. Rất là ấn tượng đúng không ạ? Mẹ Hân thường rất hay dừng lại ở đây để ngắm nhìn những đồng xu của các nước khác nhau. Chỉ là một cái đài phun nước rất là nhỏ. Vâng, đây là phía bên ngoài của đền Ngọc Sơn, được nhìn từ phía hồ, bên ngoài hồ đi vào thì mẹ Bảo Hân đã quay cảnh của phía bên ngoài hồ để chia sẻ đến với mọi người. Mọi người có thể nhìn xa xa kia là cây cầu Thê Húc nổi trội lên rất là đẹp, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu như các bạn đến với Hà Nội, các bạn du lịch Hà Nội và đặc biệt là các bạn đến với Hồ Gươm thì hãy chụp lại cho mình một bức ảnh trên cây cầu này nhé. Mặt Hồ Gươm in bóng rất là đẹp. Mẹ Bảo Hân Hân thì rất là ấn tượng với Hồ Gươm và rất thích đi bộ quanh Hồ Gươm nếu mà có thời gian. Trước đây thì mẹ Bảo Hân có làm một công việc cũng gần sát với Hồ Gươm trong 3 năm. Và mẹ Bảo Hân cũng rất thích là cứ rảnh thì mẹ Bảo Hân sẽ đi ra đây để đi bộ. Rất là thoải mái. Sau đó thì mẹ Hoa đã chuyển đổi công việc và không làm cái công việc đó ở ủy ban của Hoàn Kiếm nữa. Thì thỉnh thoảng cuối tuần thì mẹ Hoa vẫn thường xuyên qua lại nơi này. Và rảnh là mẹ Hoa sẽ đưa bé Bảo Hân đến đây để có thể giao tiếp và học hỏi về ngôn ngữ rất là tốt. Vâng, trên hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là một cây phượng soi bóng xuống hồ. Và xa xa kia, đó chính là đền Ngọc Sơn mà chúng ta vừa mới tham quan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mẹ Bảo Hân sẽ cố gắng chia sẻ nhiều nhiều hơn nữa đến với các bạn những con đường, những văn hóa, những ẩm thực của Hà Nội mà mẹ Bảo Hân có dịp trải nghiệm và ghi lại. Và hãy ủng hộ cho mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn like và share
và đăng ký kênh Mẹ Bảo Hân Cuộc Sống Hà Nội nhé. Và nếu như bạn có nhu cầu mua trà hoa cúc Tiến Vua, trà hoa cúc sấy điện lạnh, chất lượng cao thì hãy gọi cho mẹ Bảo Hân qua số điện thoại 0977 659 472. Xin chân thành cảm ơn.